Rồi chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày nhiêu á? Ngày 28. Hôm nay ngày 28 nha, tại vì tôi ít nào tôi nhớ ngày tháng năm sinh, nhiều khi ngày tháng năm sinh của tôi không biết sinh ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu nữa ha. Thông cảm cho tôi phải hỏi trước, ngày hôm nay ngày 28. Tôi còn mấy cây máy nè. Ha. Chỉ còn mấy cây này thôi nha. Ngày ai chốt thì chốt sớm nha. Cây iPhone 11 hàng nhái ha. Hàng nhái đó, cái nắp lưng của nó xấu á. Tôi về tôi thay nắp lưng tôi bán, nhưng mà để về mua tôi bán luôn. 800.000 tôi thay vô tôi bán là 900.000 nha. iPhone 11 nhái. Ở đây cũng có cây iPhone 11 nữa nè ha, màu đen nha. Đó, cây này là 11 màu đen nha, cây này bán 900.000 nha. Cái này có tải sẵn rồi nha, mấy trò chơi nè. 900.000. Còn cây 12 này giá 1 triệu. iPhone 12 giá 1 triệu ha. Quay lên nó sáng nó vậy, chứ còn nhìn phong ngoài cũng còn đẹp lắm nha. Nắp đít màu trắng sữa. Cây A7. Cây A7 2015 ha. Nó màn hình zin nguyên cây nha. Cây này là zin nguyên cây đó. Nó cũng bự lắm, cũng 5 inch mấy ha. Đó, nó không phải trên 5 inch dưới nha. Cây này bán 800.000 nha. A7 800.000. Zin nguyên cây ha. Bán giá này không bằng giá mà tiền mua màn hình nha. Còn mà bể màn hình khỏi kêu tôi thay nha. Màn hình nó tới hơn triệu lần. Còn màn hình lâu thì tôi không có thay đâu, màn hình lâu nó chẳng xác à ha. G7 LED hiện giờ cây này có người chốt rồi nè. Còn từ nhà tôi còn một cây màu đen. Ai mà chốt thì điện tôi cây màu đen nha, G7 LED màu đen tôi sẽ có ha. Nó cũng còn đẹp lắm nha, màn hình không có một vết chảy đó nha. G7 LED 1,5 triệu, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, G2 RIM 500.000, vỏ hơi xấu ha. Cái này mà về tôi thay mặt kiếng đen tôi chốt nha. Cây này là có kiếng nha. Cây này bán 500.000 nha. Apple Leo 7 máy đẹp nha, tại hết pin rồi nha, chưa sạc, 500.000. G2 RIM màu đen, nắp đít màu đen, màu màn hình màu vàng cũng có nha, mà màu hồng cũng có nha. Cây này 600.000 nha. G500 cây này mấy clip trước có đăng nha. Cây này bán 600.000 nha, tại hết pin rồi, lười không sạc á. Vỏ còn đẹp nha, màn hình zin luôn á. Còn mình có cây này hơi xấu màn nè, bán rẻ cho bà con, nhiều người cũng chốt mấy cây này lắm nè. Cây S5 ha, màn hình xấu nha, nó bong bong nè đó. Nó bong bong, nó xấu. Nó xấu bà cố luôn bà con. Cái này mai em thay cái lúc vô nha. Cây này chốt thì bán 300.000. 300.000, máy ảnh còn đẹp nha. Đang chạy cái gì đó. Máy ảnh còn đẹp á. Tại vì chắc gần hết pin rồi nó nhảy ra nha. Cây này chốt là bao mình máy ảnh đẹp nha. Cây này bán 300.000 thôi nha. S5 300.000. Cây Johnny
Johnny chứ không phải là Sally nha, Sally khác đó nè, còn cái này là Johnny nha. Và thường thường dân thợ máy gọi là dơ le đó, dơ le đó. Cây này Android nó có 4.4 nha, coi phim trên trang web nha. Cây này bán rẻ 300.000 nha. Nó nắp đít của nó xấu nha, có vẻ dán được ha. Về mình dán vô cho nó đẹp, mình chốt cho 300.000. Màn hình cũng bự lắm nha. Nó màn hình cũng to lắm nha, màn hình sắp mua LED nha. Màn hình zin đó. Z320 màn hình zin nguyên một cây, nhưng mà cái vỏ sườn của nó xấu, bán 500.000. Vỏ sườn của nó xấu bán 500.000, bán hầu như là gần bằng tiền cái màn hình lâu luôn nha. Màn hình lâu giờ là 480 rồi đó, mà cái này là màn hình zin nguyên máy nguyên cây luôn, bán có 500.000. Apple F1W RAM 3 bộ nhớ 32GB. Nó vỏ nó hơi xấu nha, cây này bán 500.000 nha. Thường thường bánh đăng bán giá 500.000, nhưng mà hôm nay lễ lại rồi tụt giá luôn, 400.000 luôn. Nếu mà không ai chốt là ra Tết là tôi, ra lễ này là tôi bán đăng lại 500.000 nha. Mobitab G2 RAM 2 bộ nhớ 16, cây này bán 600.000, màu đen nha bà con. Cây này màu đen nó có vân tay đàng hoàng nha. Cây này bán 600.000 nha, G2 Mobitab G2. iPhone 8 Plus, gọi dân anh em thờ gọi là iPhone 8 Plus, còn mình gọi là iPhone 8 bò lết ha. Nó bò nó lết á, cho nên là mua đừng có thắc mắc là sao máy anh chạy lết quá vậy ha. Cái này là bán 400.000 nha, ai chốt chốt lẹ nha, còn không là ra lễ rồi đăng cái giá ra khác nha, 500-600 không chừng nha. iPhone 8 bò lết. G2 Go sổ luôn 400.000 luôn. G2 Go 400.000 màn hình zin luôn. Huawei nha, Huawei coi phim trên trang web được không nha. Còn đừng có hỏi của Huawei có tải được YouTube không, có nhiều người hỏi tải YouTube không hay tải coi học online không, thì mình cũng nói là không nha, không có coi được nha. Cái này chỉ coi trên trang web thôi, YouTube trên trang web thôi, tại vì Android của nó chấm quá yếu. Màn hình là 8 inch nha, máy là máy zin nguyên cây luôn, máy đẹp nha. Cây này bán 600.000 nha, 600.000. Tab A2016 màn hình zin nha, đó máy zin mà nắp đầy của nó mất nha. Cây này bán tụt giá xuống 700 thôi nha. Còn qua lễ thì em đăng là 800. Nếu mà không ai nhu cầu mua là qua lễ là cái này lên là 800.000 nha. Tại vì bán hết tiền đi chơi lễ rồi, bán đi rồi để lấy tiền đi chơi lễ phải không? Đem ra là bán giá 700.000 thôi. Cây Tab 4 7 inch nha. Nó thường thường nó hay bị mất mấy cái nắp đậy lắm nè. Cây này bán 550 thôi ha, 550. Màn hình zin nha, xài nghiêm chỉnh nha, nhưng mà coi phim trên trang web nha.
hôm nay mình toàn con máy tính bảng coi phim trên trang web không à. Cây này là cây tắp 3 10 inch. Nó tắp 3 10 inch máy đẹp nha. À, nắp sau là đẹp lắm nha. Cây này bán 700 ngàn nha. 700 ngàn tắp 3 10 inch. Hình như có một cây này là duy nhất là học được online nè. À, cây này Android nó cao hơn. Cây này bán giá 700 ngàn. 700 ngàn nắp sau giá nắp đỏ nha. Đó, xài 2 sim một thẻ nhớ luôn nha. Bảo chế ra cái nắp này mà mình chưa có làm được nè. Nhà có đó mà chưa có làm được nè. Mai mình làm vô mình chốt ship giá 700 ngàn nha. Còn nếu mà mình ship mà không có như vậy á thì chỉ có 600 ngàn thôi. Còn cái này mình ship là 700 ngàn thôi. iPad 2 iPad 2 600 ngàn giỏ xấu nha. iPad 2 không xài sim 600 ngàn giỏ xấu ha. Giỏ xấu á. Xấu lắm, xấu kinh khủng luôn á. Bán giá có 600 ngàn bạn. Rồi chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình đăng có vậy thôi. Còn cái thằng kia nó bò lết đi đâu rồi nha. Mình kiếm nó lồng sục, nó chuồng heo rồi tùm lum trời lưa hoàng mơ á mà không thấy nó đâu. À thì ra nó ngồi đây nè bà con. Mà hôm nay nó nghỉ nha. Hôm nay có mình em đăng nha. Bà con ai chốt được cái nào chốt nha. Rồi chào bà con cô bác.